quên lấy mắt kiến nè. Bên trong nhà mình đang chạy ra để đi chạy cá. Mình đi chạy cá trước rồi xong rồi mình mới đi tắm để cho nước trời nóng một chút rồi biển ấm rồi mới cho mấy đứa nhỏ xuống nó bơi. Giờ gia đình mấy anh em kéo nhau đi chạy cá thử coi có cá không. Bây giờ là mình chạy vô trong đây là cái park, cái state park để mình chạy cá. Có sao? Có. Đường đẹp quá. Đẹp quá đẹp. Đây là không phải địa bàn của mình quá vậy mình chạy tón lộn vậy nè. Ông anh mình chạy chở mình đi theo mình đi tán nạn. Mà ổng có đâu qua ở đây đâu. Ừ. Tán. Trời ơi. Chạy không. Ừ, đậu xe ở đây. Rồi đi đâu? Thì chúng nhà hổ kể cái hộ kìa. Thì đi dẫn qua cái hồ con. Bên này. Ô, cái hồ chứ không phải cái biển. Thì nãy đó, cho nó cứng khưng. Vô đây đông quá luôn cái park nè. Oh, ở đây là cái chỗ mà người ta xuống tàu á để người ta chạy dưới cái hồ này nè, hướng này là chỉ cho cái xe nào mà có tàu á kéo, còn xe mà để cho người đi bộ xuống thì để bên kia, mà mình nhà mình để đây cho gần cho mấy đứa nhỏ nó đi. Còn mấy cái chỗ này là người ta cho mướn mà cái đồ mà để mình xuống dưới mình bơi nước đồ á, hoặc là cano đồ á chơi. Còn cái hồ bên kia là để mình cái pier đang đứng ở bên đó thì là để câu. Mình đi vòng vòng xuống đây. Đẹp quá luôn. Ở đây người Mỹ đang ngồi câu nè cả nhà. Nhà mình không câu mà mình ra đây mình chạy. Cái hồ, biển hồ cát trắng. Này cũng nhỏ thôi, không có đông người gì mấy. You have any luck, sir? Not much, no. I got one blue fish. Okay. Yeah. How many hours you been here already? So, we actually came in yesterday evening. We fished on Johnny Mercer's pier. Okay. Until about 3 a.m. and it is just so cold. I know yesterday it's cold. Yeah, it was miserable cold. So we came back and really just hung around. Then we came back here. Mm-hmm. And I just started fishing a couple hours ago here. And okay. Like I said, it's been slow. Had a few bites. They caught a few. And then I just caught that bluefish just a little bit ago. Okay, so far. But yeah, better so than yesterday. Yeah. We're from Illinois, but we thought like we will have some enjoy sun, but yesterday it's so cold. We went in yesterday, I said like, it's freaking cold. This morning it was cold until probably about 11 o'clock it seemed like. It was just, yep. Then the sun came out, it yeah. Kind of warm up a little bit, but yep. Not too much. It's beautiful. But that's good today, it's not windy, so that's better. Right. Rồi ở đây là cái luật lệ của North Carolina Marine Fisheries. Là mình câu cá, nó có cái luật nè, để đây cho mọi người biết. Ở đây phải mỗi năm phải có license. Trên cái pier ra đứng ở đây cũng có được 4 người câu. Kìa bên kia cũng có người chạy kìa. Đó. Đó. Không cho câu mà cho chạy hả? Bên kia có người chạy kìa. Cá quá trời luôn. Cá gì? Ô, lòng tông hả? Ê, ở bên đó có người chạy được mà. Ừ, có người chạy đó. Ông bên ông có bằng câu cá, biết mình chơi không? Không phạt. Đi lên đó quay đi kia.
Ừ, để đi lên đây. Rồi xuống ăn cái con. Thấy không? Thấy không? Ồ, nó đâm xuống cả. Ở trên mà nó đâm xuống. Rồi có nó đút mấy con nó ăn kìa. Đó, đút á. Dạ. Có bảy con á. Ờ. Ôi. Đâm xuống à. Đây hải âu dữ hả? Con này con dữ hải âu. Nhớ phải không? Đây mấy hải âu nè. Đây thì mình thấy cái con đó ngoài cái bài cũng chờ nó đâm xuống à. Đi. Bờ dính luôn á, câu á, câu dính cá luôn á. Dính luôn cá rồi. Ừ. Rồi xong nó đút cái con nhỏ nhỏ bay trên này. Đâu có, nó đút. Thấy không? Đúng này thấy mấy chim bay được nó bắt cá vậy thấy cũng vui. Giờ chắc chỗ này có nhiều cá con lắm, nên mấy cái con này nó lại gần gần đây nó bay. Người chuẩn bị tập trung vô coi anh đường chài nha, cả nhà đứng xung quanh luôn nè, coi được coi được. Rồi. Em nhỏ thì xây lâu đài cát, trời bị carry luôn, berry cát luôn. Okay, guys, move over here. Vincent, come on. Vincent, move over here. Go by Mark. Go over there. Anh lột dài ra đi. Coi anh đường luyện nha. Hồi chừng về chắc ướt quần quá. Quên bỏ cái bóp lại rồi. Thôi sao nãy không bỏ cái bóp lại. Ôi tròn quay luôn, vẫn còn ngon. Kéo lên. Chắc một hai con cũng có. Đâu? Đâu? Dính một con. À, có. Có, 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 một con, một con. Cá này cá gì? Uno hả? Ủa cá cá ngân. Cá ngân có được không? Uno. À có. Ấy tép 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 tép. Có tép luôn em. Ừ. Em về hồ. Đâu hồ đặt trong xanh luôn. Thử ra thử ra. Rồi một con tép, một con cá. Một con tép, một con cá. Oh, you said cookie. Thử 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 thử. Nó vô. Nó vô. Anh Đường ở Việt Nam là chạy số 1 đó. Trời ơi, tròn quay luôn kìa. Còn nhớ nghề đúng rồi. Nghề của chàng á. Ngoài xa xa người ta bơi mấy cái chiếc tàu nhỏ nhỏ đó. Có con nào không? Để coi lại coi có con tép. Không có con cá. Không có con cá hả? Không có con cá nào hết. Đó, con nhỏ xíu luôn. Nè
ăn cua nè. Ờ dễ thương nha. Nè sao? Right here. Bên xanh đừng để lên đầu vớt ớt trên đầu của cây thì cá không. Trời ơi, ông anh thì cầm câu, thằng em thì chạy, cuối cùng không có con cá nào hết. Rồi nguyên một vàng y kiếp ủng hộ luôn. Thêm một con cá nữa ha. Nó no, anh có quần mà. Ủa cá này không hà, cá ngân hả? Anh chụp cá. Hai con, hai con. Nhiều nha, cá nhỏ nhỏ mà. Cái này giống như cá ngân, ủa cá diệm thế nào? Cá đù quá. Cá đù. Ừ, cá đù quá, đúng rồi. Cá đù con. Cá đù con. Đúng rồi, cái này mà bự chiên lên ăn ngon lắm nè. Thôi, thôi, thôi. Ở nhà người lắm. Cá này, cá ghê. Ừ, nhà ngay kiếp quá trời quá đất luôn. Cá đủ con. Nè thấy đi, thấy đi, fishing, fishing. Come on, fishing, fishing. Ở mùa ở đây có tép nữa nha. Nó chỗ này đi cá tép luôn á. Ừ, tép xuống mùa. Thôi liền nó xuống luôn em, thôi liền nó xuống để nó chết. Chiều chiều nước rút bắt cá được không? Dạo con lên. Con bay này mình đã. Rồi đã phải đi liền. Mommy, you're just cool with this. Giờ mình đi ra cái chỗ này ta thả tàu xuống nè. Để coi mình chạy để coi làm sao. Ở đây ở biển mà có cái hồ ngay đây nè, ngay cái bờ hồ đồ đó là nó để câu cá chài cá rồi nó có giao cái lực à, bởi vì mình phải đọc, mình đúng câu cá mình không có được sai phạm mấy cái điều mà người ta dặn ra trên này nè, bởi vì xuống mà nói tôi không biết là không có được. Ép mạ nó dính rồi, dướng rồi, dướng gì dưới vậy, rồi xong không biết, bởi vì vô đây phá dính trưởng kẹt luôn cái lưới dưới luôn. Không tởi, đâu có gì đâu, đâu tởi áo đi. Sâu quá không? Trời tiếc, tiếc cái chài. Không, không có sâu. Gỡ thôi hả? Đâu có gì. Chậm á, chậm lặng. Ờ rồi. Người ổng ok không? Sâu lắm hả? Vậy bỏ đi. Đi chài, mắc cái chài. Cái này kêu bằng gì? Giờ lên lên xe đi về mà câu chuyện này còn anh Đường đi đi câu cá mà còn tệ hơn vợ anh Đậu. Tại vì vợ anh Đậu đi câu á, nó đi chài, bắt cá. À hả, đi bắt cá thì nó mắc cái quần. Mắc cái quần mà cái này mắc cái chài còn gì nữa. Không, cái này là bảo đảm cái treo lợi đi. Bảo đảm luôn. Trời ơi, bây giờ mắc cái chài bảo đảm cái gì nữa. Rồi bây giờ về không còn cái chài luôn cả nhà ơi. Con là mất mất cái quần nhiều, ok, còn còn đi câu cá được, còn cái này mất cái chài còn gì nữa. Bỏ tay với anh Đường luôn, thua. Thua. Có một cái chài mà đi rồi đi đi chài cá mất cái chài, thôi thua.